đâu rồi? Ê sao với em với anh lại dính nhau rồi? Ok luôn, xin chào tất cả anh em và chào các bạn mọi người. Đâu để người ta chào cái đi ông nội. Từ từ đây. Ok luôn, xin chào tất cả các bạn và chào các bạn mọi người. Thì mình lại là Nip Ruby đây, và vợ là mình và mãi là mình, vì là kênh của mình, và kế bên mình là đâu em chết bây giờ. Từ từ đó, thì vẫn là trước khi bắt đầu video Minecraft ngày hôm nay, anh em đừng quên là hãy ủng hộ kênh Free Fire của mình có tên là Ruby TV nha anh em ơi. Đó, đói đừng cứ bây giờ nó để người ta chào hết, xong rồi người ta để cho mấy bạn nhỏ anh cứ bây giờ cho anh đâu. Đây đó anh em. Đây thôi, và anh em cũng đừng quên là hãy nhớ là tham gia vào group Ruby Family của mình, theo dõi fanpage Ruby và theo dõi Facebook Nguyễn Châu Kim Quỳnh của mình nha. Và anh em ơi, đó, anh em hãy nhớ là vào tham gia vào group của mình để có thể nhận được những thông tin vui, để có thể là nhìn mình hay là bla bla các thứ vào group của mình, và anh em có thể được nói chuyện và tương tác cùng với mình nha anh em. Đó, và anh em cũng đừng quên là hãy là theo dõi ba kênh TikTok chính thức của mình. Ba kênh TikTok này mình sẽ để trên màn hình cho anh em để cùng chiêm ngưỡng. Trời ơi, và những kênh TikTok còn lại đều là pha ke hết nha anh em, nên là anh em đừng có nói bảo tôi là ôi trời ở dạo gần đây chị Thu tạo nhiều kênh TikTok quá. Nhưng mà thật ra đây đó không phải là mấy kênh TikTok thật của tôi nha, ba kênh TikTok trên màn hình này của tôi mới là real nha anh em ơi. Còn bây giờ mình sẽ quay lại với chủ đề này là chơi gì vô. Sao em thấy có cái gì đó nó sao mình gì đâu mà sinh tồn mập lắm. Đúng vậy các bạn ơi, đây chúng mình sẽ sinh tồn mập lắm. Thật ra mình hình thức là mình đã sinh tồn với Ro rồi các bạn ơi, còn giờ là mình lại chơi tiếp tục nữa, tại vì mình đang muốn trải nghiệm thử thách rồi. Ủa đâu Ro đâu, trời ơi. Ủa là cái này bây giờ là ơi, làm sao để mình đập cây được giờ? Ờ đập cây đi. Ồ oh, đây rồi ok, đây cho em đập đi, cho em đập đi. Bây giờ làm sao để nó mở rộng thêm ta? Là em phải làm thành tụ, mới à rộng. Ok dễ ẹt đây các bạn thấy không, đó cái này là sao cái cây này nó nhiều gỗ vãi cả chưởng luôn các bạn à. Nhưng mà không sao, bây giờ là mình sẽ đi đập thêm đâu, mình sẽ đi đập thêm gỗ nè. Đây cái gì vậy? Ta làm cho nó mở rộng ra luôn, không làm được gì hết trơn á. Ủa thì em đang làm mở rộng ra mà nè, em đang lấy đồ để đồ nè, anh mất cười anh quá à. Toàn anh làm nó mở rộng ra không, em muốn làm cái gì đâu. Ủa vậy hả? Ủa vậy hả? Đây thì bây giờ là em xuống làm với anh nè. Ở bên kia, ôi trời mưa rồi. Anh chụp em buồn lên trời mưa đó. Ê, anh Go, phía bên đây nè, có cái hang để đi, coi chừng để mình đi mai lên luôn. Nè. Sao mai được, đâu có đi mai qua đó được. Thì bây giờ là mình, đi nè, đập đi đường đi qua bên đó, gặp được cái gì đó. Đập ơi. Ok, nhưng mà sao sét đánh thì ghê quá vậy? Đây, anh xem kỹ nha, một lần duy nhất nha. Ai từ ui rồi. Ủa vậy là mình không được à, mình đang sinh tồn trong một block mà. Thế là em nhầm rồi, Rô, em xin lỗi. Ôi bên kia có làng kìa Rô. Họ mày chưa qua đây à? Hắn giấu chưa được đâu, quên mất. Mày thì không được đi, không được thì bây giờ là mình bây giờ là mình làm gì Rô? Bây giờ là mình phải đào xuống, mình tìm sắt để mình phải mở rộng khu vực ra, hiểu chưa? À nhưng mà bây giờ lỡ như không thấy sắt thì sao? Không thấy sắt thì coi như mình bị nhốt ở đây. Kỳ vậy. Ừ kỳ vậy. Tao sẽ đánh gì vậy? Em có làm gì đâu. Từ đây anh xem kỹ nha. Bây giờ là tìm sắt thì hơi lâu thiệt. Bây giờ tìm sắt nó chắc lâu quá. Chắc chắn là em phá cái gì đó chứ không thể nào xét mà nó đánh cho đùng như vậy được. Anh có bao giờ nghe qua cái câu con cóc là cậu ông trời nếu em ai mắc gì em là con cóc? Anh mắc cười quá rồi. Em mắc gì anh bảo là con cóc hả? Thì xét đánh mày nãy giờ còn gì. Ủa em lượm được hang rồi cô. Ui dồi, đây là cục hang rồi. Cái hang nó ta mới đào luôn á mày. Ủa vậy hả? Nhưng mà bây giờ là rồi chắc lâu lắm chúng ta mới tìm được sắt á anh. Thì chúng ta phải có sắt thì chúng ta mới có thể lên những cái tiếp theo được chứ. Bây giờ mày phải có làm mày mới có ăn chứ, mày không làm mày đâu có ăn hoài mày. Tại sao mày không đào cái đường riêng rồi mày đào chung đường với tao chi vậy? Tại vì em thấy cu lơm em nhớ anh nên là em đào chúng anh vậy, lỡ như em có bị vậy. Không ai mượn mày nhớ anh đó, không ai mượn mày nhớ đó. Bây giờ mày đi mày đào đường riêng giùm anh cái đi. Go. Ô cái hang à. Đây nè, anh thấy em ghê chưa? Cái cục gì đây? Anh thấy ghê chưa? Thôi đây. Đứa nào bắn anh tao? Đâu nó đâu? Hai đâu? Con em ơi, hai con. À, nó dám bắn anh phải không? Anh chơi đi. Em lên cúng ra anh hai cây nhang. Mày. Oh yes. Vô.
sung quá à, trời đánh liên tục chứ trời. Thì em bảo vệ anh mà. Sắc kia. Đâu, đâu, sắc đâu. Không, sắc này của anh, của anh. Của em. Sắc đâu. Của anh. Kem với, đậu đâu hết rồi. Gì? Ủa đâu hết? Có gì đâu cho. Ủa, sắc đâu? Ê, anh lấy sắc rồi phải không? Chưa. Ủa sao anh đậu có sắc? Thì anh nói vui chơi thôi chứ có sát đâu, không có sát. Đây là anh lấy rồi, anh giấu em phải không? À đâu, đâu, nó vui chơi thôi chứ không có sát thiệt. Thì ra anh là con người vậy, em đã hiểu được rõ tính cách của anh rồi. Em đem đạo với em, anh không có sát đâu, không có sát. Anh là con người như vậy, em đã hiểu. Thì ra mày nội mày chứ, thì ra mày đi, mày là tôi chung mày đào với anh cái, đậu sang nhà mày. Tự, lâu lâu người ta diễn cảnh lâu lâu buồn điếp điếp lên để anh tình như anh em. Cái giọng của em không bao giờ diễn điếp được, anh hứa luôn, cái giọng của em không bao giờ diễn điếp được, em hiểu không? Mắc trời. Tại cái giọng của em nghe nó đục lọt á. Gì kỳ vậy? Sao lại đục lọt? Nghe nó mang kỳ vậy? Rất đục lọt luôn, nó không hề ngầu như em nghĩ nha. À, vậy nó phải nghe, nó cũng phải nghe dễ hương tí chứ. Không, nó không dễ hương luôn. Rồi, con điều buồn chút đấy, em sắp chết rồi. Khác gì mày đâu. Em sắp chết rồi. Em sắp chết rồi. Anh ở trên đây làm nông cho em đào đi luôn. Em đào đi, anh ở trên đây làm nông. Em sắp chết rồi, đào gì nữa. Cứu em. Cứu. Cứu rồi. Cứu đi, không có quen. Ôi mà sao cái hang này nó sâu như vậy. Rồi. Em đã bị kẹt trong cái hang rồi. Rồi. Bắt đầu mày lên đi. Ủa vậy hả? Từ từ. Tôi đã thấy anh sang. Rồi em tới với anh đây, em come here. Anh xây nhà trên cây đi anh. Tao đang chặt cái cây ra, mày kêu tao xây nhà trên cây, tao quánh vô cái mỏ mày quá. Ủa vậy hả, em tưởng anh đang xây nhà trên cây. Đâu biết, ai biết được. Thấy tao đang chặt cái cây ra không? Từ thì biết, thì thấy chứ trời. Thì em thấy anh xây nhà trên cây. Đồ hỏi vậy, mỗi cái đồ hỏi với câu dư thừa, trời ơi. Có táo nè, em cảm ơn anh nha. Ủa anh cũng có táo nè. Ngon quá anh ơi. Rồi em đã có cái bột xương này rồi. Cây đâu? Lớn lên. Trọt. Nhưng mà nó không lớn được nổi rồi. Từ từ, bột xương, từ bột xương đừng dùng linh tinh. À em dùng hết rồi. Tao quánh mày quá ngon. Ê ai biết đâu, ê đừng chứ anh chỉ em bột xương để cho cây lớn, nhưng mà em chơi luôn ba cái nó mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, cây lớn cái gì đó người ta dùng để bóp cho lúa. Ủa gì? Chơi với gù khó chịu anh em. Ai thì em là người mới chơi mà anh phải thông cảm cho em chứ. Vậy mà kêu bờ gồ phi phai các thứ rồi chơi mai gấp nhà. Ê người ta bờ gồ phi phai á. Đau á. Ủa anh chết rồi hả? Chết rồi. Mày không thấy không em hỏi. Đúng rồi, em mới hỏi với câu dư thừa thì mới đúng luôn. Anh ơi dưới đây có. Anh ơi dưới đây có quay dạp. Hẹp mi. Anh xuống đây lẹ cơ. Em đưa đồ cho anh nè. Vô đi cơ. Đưa đồ. Đưa đồ gì? Đưa cái liệu với cái cuốc cho anh. Nè, từ, đây. Đây, đây, rồi, xuống đi. Từ, lóc. Lóc gì? Cúp của em, cúp của em. Đây, lóc đá hả, lóc đá của anh hả? Em tưởng của em. Đó. Đó, ok, rồi, anh sẽ cho em thế nào hợi săn quái vật nè. Ui. Đâu anh đâu? Nào. Nào đứa nào với em đánh anh tao. Bước ra đây. Ui, đánh anh chưa? Anh chết chưa? Vẫn trong tầm kiểm soát em ơi, vẫn chơi được. Ui. Nhưng mà em thấy đáng sợ quá. À. Được vậy anh chơi được, vậy? Yên tâm. Có anh ở đây. Ui. Tu chỉ việc đứng đó thôi anh. Ơi, ai à, em đứng đó mà em muốn gì vậy? Gì vậy? Skeleton. Ok. Skeleton đánh anh phải không? Nó đâu? Mày hay bưởi, mày đánh anh tao, mày hay bưởi. Rồi lên anh. Đó mà em bảo vệ anh, em bảo vệ anh, nhưng mà vậy em sắp chết nên đói quá anh ơi. Mình phải đánh con nhỏ này để mình lấy tơ anh em. Quá cha, bao nhiêu tơ? Rồi. Tơ. Ủa? À, anh ơi em bấm lộn. Em tính. À! Yeah! Bấm lộn. Ai thiệt mà? Không có. Ôi ơi, ông cố ý hiền. Mày, em đánh chết anh là em cố ý rồi. Không phải, em tính đánh con nhỏ anh và tự nhiên anh đánh nó chết xong rồi em bấm luôn anh, anh hiểu không? Nhỏ anh với tao chứ khác xa lắm mày. Nó ở xa tao lắm mày. Anh đã giết em rồi, em mất đồ hết rồi. Đào xuống tiếp nào. Nhưng mà còn gì đâu đào. Anh phải đưa cho em cái gì để em đào chứ.
À đâu nè. Đâu? Đâu anh đâu? Sao gì đâu mà nhìn nó nghèo nàn quá vậy? Đúng rồi, giống đại đứa mày. Đưa em. Đưa nè, anh đâu? Cho em cái điều hỏng á. Ok. Cho cái điều hỏng? Kỳ cục vậy. Anh lấy lại cái điều nguyên. Cái điều nguyên là của em mà, điều hỏng là của anh mà. Ừ thì làm người phải thông minh chứ. Dạ anh là con người như vậy, anh tồi tệ quá. Trời ơi, anh thà tồi tệ mà anh được giàu còn hơn anh gọi là sống gọi là tốt với Ruby trong anh nghèo suốt đời. Đồ tồi. Anh là đồ tồi. Đào đi gu sao mà lười quá vậy? Em đang đang đào nè, trời ơi đào trong vô giọng lên hết. Nhưng mà cái đá này là đá gì đâu mình như đang xì vậy ta. Nhưng mà em cứ ui, em đã mở rộng được rồi nè. Nhưng mà em cứ nghe tiếng dùm bay là ở đâu nha? Zombie. Thì nhầm tí làm gì căng. Rồi ơi. Dây. Em đang ở xa lắm luôn á. Anh xuống chung em được không? À, tại em ở xa quá nên sao không xuống đâu. Tại sao? Bởi vì bởi vì nói chung là định hát nhưng mà không nhớ tên mà hát nữa. Ok fine. Anh ơi em xa tận chân trời gần ngay trước mắt là em xa lắm luôn á. Em đào rất là sâu luôn rồi. Cứ đào tiếp đi em, đào nữa, đào mãi. Ok nhưng mà em cứ nghe tiếng zombie ở đây nhiều lắm. Anh ơi zombie. Anh đây từ anh ơi em còn có. Ui chu mi nghe. Tao ký vô cái đầu mày quá luôn. Tao đã xuống tới rồi mà chu mi nghe. Ui ui đây nè em ngay cái ổ mà em á. Anh thấy không, em ngay cái ổ mà cái ổ sâu cái chỗ mà em ấy. Ôi mày đào thẳng xuống hả, sao mày không gớt dưới? Thì không phải là em gớt xuống dưới mà là ui rồi anh ơi em sắp hạ được nguyên đạn đây rồi. Ui rồi anh đang xuống đây mày đào từ từ xuống, mày đào bậc thang xuống chứ tự nhiên mày đào thẳng xuống hỏi nằm động khác. Thì em đâu biết đâu, bây giờ là anh phải xuống cứu em nè rồi chúng ta cãi nhau sao? Từ từ đang xuống đây. Ai go ai? Kè, thấy không? Đúng vậy, hãy đánh lùi. Đúng rồi, go. Đúng rồi. Ai? Em không quên anh. Em không quên anh đâu. Tại vì em đang đánh đâu mà anh mãi vô ơi, mất đồ đi. Anh ai phát luôn, trời nhìn tao giống con quái vật lắm hả? Ừ, giống cũng giống chứ bọn. Thì nói chung cũng giống. Bây giờ. Thì nói chung cũng giống nhưng mà thôi giờ anh đã hết đồ em rồi. Trời ơi. Đây em đưa đồ lại cho, xuống đây. Nè, đồ gu nè. Đâu? Ok. Đâu? Đâu? Đồ mày đó. Trời ơi. Cưới không? Ủa, đã mở khóa công thức mới. À, mình quay. À đây, ở đây là có cái anh, gì đây? Hả? Anh sẽ đứng yên để hồi máu vì anh dựng thịt zombie giờ anh mà đi nó sẽ mất đồ đói. Đào xuống đi gu, đào thẳng xuống. Đào thẳng xuống phải không? Đào bậc thang xuống. Nhưng mà anh có đưa cây cuốc cho em đâu? Rồi ha, nè, cuốn nè. Rồi xuống nè, đó thấy chưa? Ok. Rồi sao nữa? Đừng có đi sau lưng anh, mày đừng có đi sát lóc anh, mày đi lúc nào phải cách một lóc hết. Ok rồi em đang. Ôi gì vậy? Gì vậy? Ôi con kim cương ơi. Đâu? 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 Ôi. Ôi. Chưa kia lên tình. Ôi. Ôi. Đây. Mày. Đâu? Anh ơi em hết. Ôi. Anh ơi, con quỷ nhờ anh. Okay. Ok. Có. Ủa đây là cái gì á? Nhưng mà không đủ sát. Em không đập cho một cúp đá nha. Tại sao? Tại cúp đá đâu đào được kim cương, em đào sẽ mất kim cương. À ok, vậy bây giờ sắt đâu rồi tìm? Ai biết đâu, u bây giờ phải đi tìm sắt nè. U là trời. Ơi sắt lại. Đâu? Ôi. Ủa, nhanh vậy? Cho em, Yeah. Ôi lên. Rồi bây giờ mình đi lên á. Bây giờ mình đi lên, mình ở trên mình còn một cục sắt nữa. Bây giờ mình đi lên để mình có thể gọi là lấy đồ. Anh ơi, ủa anh đâu rồi? Trời ơi, đây rồi, có xác rồi, không chia cho ngủ đâu. À, cho em một cây ơi. Cho em một cây ơi. Ôi, có vàng này anh. Mà vàng là anh. Ừ, có vàng nhưng mà không chia cho ngủ xác đâu. Ồ. Em cho anh vàng. Ủa mà vàng. Ủa, sao vàng em lấy không được ta? Em cầm cục đá em đào vàng đúng không? À, đúng rồi. Mày hay lắm, mày không minh lắm. Ủa, không được hả? Vậy là không được á. Đúng vậy. Go! Go! Chạy lên! Đây! Đây, bây giờ nha, mình xuống dưới. Mình cầm cái cúp sắt này, mình đào kim cương là mình sẽ hoàn thành được một hành tụ. Mình sẽ mở rộng
cái đất à nữa. Ờ, nhưng mà em không có làm được cái cúp. Em mới có 2 cục sắt sao làm được cái cúp? Thì cho em cục ở đây. Anh làm cái cúp sắt rồi. Kỳ vậy? Đây anh đào được vàng rồi nè, anh đào được vàng rồi nè. Xuống đây, xuống đây. Cho em cái cúp vàng ơi. Không. Đi, cho em vàng đi. Đâu, đâu, cho em vàng nó đâu làm được gì đâu. Vậy hả? Ừ. Ui, bắn trúng cái, bắn trúng cái. Ui, thế bây giờ em hết đồ rồi. Ủa đâu rồi? Đây, xuống đây, xuống đây. Tôi đâu? Ok. Đây, xuống đây. Đây, em đây, em đây. Cho em cái khiên đi, anh thương em, anh cho em cái khiên được không? Ủa thế này em có sắt em chế được mà. Nhưng mà, ủa vậy hả, không biết. Tôi gõ cái đầu mày quá. Ok, vậy để em lên chế khiên cái. Trời, không nói sớm. Ai biết đâu. Không nói sớm. Đây, có kim cương rồi nè, lấy kim cương. Cho em cái kim cương với. Sao cái gì mày cũng xinh vậy? Thì tại vì em có cúp sắt, cái cúp sắt đâu em lấy. Thôi, có làm mới có ăn chứ, xin lỗi. À. Dạ, anh đừng có chết. Anh chết rồi, kim cương đâu mà chi em. Anh chết rồi, anh bỏ gô dưới rồi. Ở dưới. Trời ơi, em cảm ơn anh rồi. Rồi, em cảm ơn anh vậy. Nhiều lắm. Em cảm ơn anh nhiều lắm không? Được luôn, ở dưới vật nhiều lắm, anh sẽ không xuống cứu em đâu. Không anh, em đi lên lại nè anh. Em nhận kim cương của anh rồi, em thấy vui lắm. Đúng rồi, từ, đưa anh cúp sắt, đưa anh cúp sắt, đưa anh cúp sắt. Cái gì, cái gì? Tôi đưa cây cúp sắt với cái khiên. Cúp sắt hả? Không có cúp sắt. Cái khiên đâu, nãy mày phải lùm được cúp sắt của anh chứ. Em không thấy cái cúp sắt của anh. Ờ, khiên đâu? Đó, khiên á. Ok, rồi từ, cúp sắt. Em không có cúp sắt. Ôi, nhện hang, ôi. Đâu? Đó là con gì? Con này là con nhện hang. Ủa, cúp sắt đâu ta? Ui, con nhện hang nó à, em không có lượm được cúp sắt. Em kiểm tra cho khỏi đội em coi. Không có, thiệt, em nói thiệt. Ui, cái liều đó xong, cầm cái liều đánh. Ủa vậy hả, không biết, đây nè, giờ cầm nè. À, còn kìa. Đâu, nó đâu, nó đâu. Wow, trời. Ui. Đó đây, đúng rồi. Hay ui, à, ui con nhện này có độc á. Con nhện này có độc á. Ừ, có mấy nhện này có độc. Ui vậy, quỷ nhện vợ sợ á. Anh coi cho em cái cây cuốc, cái cuốc được không? Ui, cúp sắt ở dưới kìa, cúp sắt ở dưới kìa. Đâu, cúp sắt đâu? Ừ, cúp sắt dưới đây, cúp sắt dưới đây. Ui, em sắp chết rồi ơi. À, lên luôn. Ủa, cái gì vậy? Gì vậy? Lên, nó bắn cho anh bây giờ. Ủa, gì vậy? Em tính xuống cứu anh. Gì kì vậy? Ok, mấy con nhện này bây giờ là cái đinh. Không chơi nữa đâu, anh có cái điều rồi. Chết mày rồi, nào luôn. Anh ơi. Đánh nó vui. Đây, em đánh đây, trời ơi. Chơi đó anh, sao nó lâu chết. Ok. Ui, mấy con quỷ nhện này chơi du kích em ơi. Ui anh ơi, hình như còn đúng không anh? Còn nhiều lắm. Từ, trong đây còn nè. Đây anh lập nó đi, nạp nó đi. Trời ơi, nguy hiểm quá à. Vãi. Anh ơi, nó nè anh. Ui, đánh. Ui con này sao nó. Mày đánh em tao. Ơi, em xuống cái hành ở đây. Em thật là vô dụng rồi đi rồi. Rồi em tới đây anh ơi, cố lên anh. Cố lên. Cố lên. Gì vậy? Ủa chết rồi hả? Anh chết rồi hả? Ê, giật mình. Ê. Đánh đi luôn. Nó đâu? Đây, ok rồi. Ủa chết rồi hả? Thôi rồi, anh nghĩ là mình cầm đồ, mình lên đi luôn, mình đừng tìm gì đây nữa luôn. Mình lên đi luôn. Ok, giờ mới nhận hết ba con đường rồi, Mày, đâu? Mày chết rồi. Đâu, em chơi cho. Em chơi cho, anh yên tâm đi, em chơi cho. Rồi, vô anh trước đi anh. Chơi đi anh. Ôi, cho mày nổ. Vụ nổ lớn, lại lợn nổ vô. Trời ơi. Mày. Ôi, sao đập mấy cái này. Ê, con. Đây, một con chết rồi. Ôi, một con bị kẹt, em chơi được anh. Ok, đâu rồi, anh đâu rồi. Lên trên thôi. Ok, rồi. Đúng là sinh tồn một lớp khó thiệt, nhưng mà có rô bảo vệ không sao cả. Không, thật ra anh lo hết rồi, em vô làm màu thôi anh. Ừ, nó giờ mang hại mà. Ừ, vậy hả? Anh cứ nói câu nào vẫn nghe dễ thương hơn được không?
công dụng của gu trong sinh tồn một lóc bằng không, còn ăn hại là 100 nha anh em. Ok, đúng là không sao cả, em nhường anh hết. Em tại vì anh biết không, anh là anh của em đây, là em nhường sợ bóc like của em cho anh để tỏa sáng, anh hiểu không? Ấy chứ mày không nhường mày cũng có làm được gì đâu. Mày với ai kì vậy? Đâu đâu rồi. Ủa, rồi số da đưa rồi, đưa bộ số da đưa rồi, đưa xương xương á, xương á đó. Đó, ok, xong rồi mình sẽ chế cái xương này ra thành bột xương nè. Đó, giờ rồi chúng ta sẽ chuẩn bị hoàn thành luôn hành tủ. Chúng ta chuẩn bị hoàn thành luôn hành tủ tiếp theo nè. Đâu? Đâu? Đâu em đang đợi này, đâu đâu. Đây, nhìn này, nhìn mở rộng lên nha. Đâu? Có sao mở rộng em? Có hả? À, thật ra em làm bột xương mà anh làm chi nữa? Ủa, anh nhớ là nó có cái là làm bánh mì mà tao á. Có hả? Rồi, xong luôn. Rồi bị nhớ nhầm rồi anh em, nhớ nhầm rồi, oh my god. Nhưng mà bây giờ là mình nói kim cương là mình làm gì? Kim cương là mình làm gì? Là xong game rồi đó. Ủa vậy thôi hả? Ủa vậy hả? Tự nhiên có kim cương là xong rồi hả? Ủa vậy hả? Tuyệt vời quá vậy. Thì ra thì vậy hả? Vậy hả? Bắt đầu rồi. Em tưởng là chúng ta phải xây lâu đài tình ái đó. Chắc không có. Mày thấy có bao nhiêu block ở đây mà mày đòi xây? À, trời ơi, các bạn thấy chưa? Các bạn đã thấy mình bờ rồi chưa? Trời, nãy giờ là CEO là màu cho mình hơi đó đi, thấy không? Bây giờ là cuối cùng là mình là người cầm kim cương trên tay. À, trời ơi. Cái mỏ mày bây giờ, mày tin là tao giả cho cái mỏ mày không luôn? Đó, anh em ở chờ đó, bây giờ mình là người đã cầm kim cương trên tay thì chắc là xin kết thúc video tại đây. Nếu là video này hay và mình chơi hơi bị bầu rồi, anh em hãy nhớ là khề bên phía dưới nha. Và anh em cũng đừng quên là nè, hãy giám điểm cho mình với Go ai là người sinh tồn hay nhất anh em, từ hang điểm 1 tới hang điểm 10. Thực ra mình biết chắc anh em sẽ chấm cho mình hang điểm 1 rồi, còn Go sẽ là 10. Nhưng mà anh em hãy cứ yêu ai yêu quý mình, cứ chấm cho mình là 10 cho mình động lực, cho mình vui vui nha anh em. Đó, còn làm vậy? Tao giả cái mỏ mày quá. Đó anh em mấy ông, không sao đâu các anh em. Bây giờ là mình là người cầm kim cương rồi đó, là bây giờ là mình cầm kim cương thì mình sẽ có tiếng nói trong cái video ngày hôm nay, cái cuộc đi mai, cái cuộc sinh tồn một block ngày hôm nay em ạ. Còn bây giờ thì bye bye anh em. Hẹn em vào video mới nhất vào ngày mai nha. Bye.